Dinh dưỡng là gì? Tại sao cơ thể chúng ta cần đến dinh dưỡng? Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với sức khỏe của con người. Sở hữu chế độ ăn được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và tránh nguy cơ mắc phải nhiều loại bệnh lý. Chất dinh dưỡng tồn tại trong nhiều loại thực phẩm khác nhau và được con người hấp thụ thông qua các bữa ăn hàng ngày, bao gồm các loại rau, củ quả, trái cây, thịt, cá, trứng, sữa. Con người sinh ra vốn đâu có cần thuốc uống. Khả năng phục hồi và tái tạo của cơ thể con người rất là vi diệu và vĩ đại. Đó mới chính là vị bác sĩ thực thụ để chữa trị tất cả các chứng bệnh. Vị bác sĩ này vốn là một thiên tài, không cần dùng đến bất kỳ một thiết bị máy móc tinh vi nào cũng có thể giúp con người biết chỗ nào bệnh, bệnh gì, điều trị thế nào là tốt nhất. Những thứ mà vị bác sĩ này dùng để điều trị bệnh rất đơn giản, không phải là những gì mà chính là nguồn nguyên liệu duy nhất cơ thể cần, đó là chất dinh dưỡng. Chỉ khi thu nạp đầy đủ các chất dinh dưỡng thì mới bù lại được năng lượng cơ thể đã tiêu hao, đồng thời dinh dưỡng giúp cơ thể phục hồi các tế bào bị tổn thương. Nếu với cơ thể như một tòa nhà thì chất dinh dưỡng là những viên gạch xây nên tòa nhà đó. Hôm nay thiếu một ít, tức là tòa nhà cơ thể thiếu một viên gạch. Ngày mai thiếu một ít, tòa nhà cơ thể lại thiếu đi hai viên gạch. Cứ như vậy, thiếu hụt liên tục. Đến mức độ nào đó, khả năng phục hồi tự nhiên của cơ thể sẽ trở nên khó khăn, bệnh tật bắt đầu xuất hiện. Khi dinh dưỡng thiếu hụt trầm trọng, cơ thể không còn khả năng tự phục hồi nữa, thì nhà đổ người đi. Đại đa số mọi người biết thiếu dinh dưỡng sẽ bị bệnh, nhưng lại không biết dinh dưỡng có vai trò quan trọng đến như vậy. Lại càng không biết rằng khi đã mắc bệnh, có thể dùng dinh dưỡng để trị bệnh. Dinh dưỡng không chỉ điều trị khỏi các bệnh lý liên quan đến suy dinh dưỡng, mà còn có khả năng phục hồi các bệnh lý nghiêm trọng hơn như tiểu đường, huyết áp, tim mạch, thậm chí cả bệnh nan y như ung thư. Không dùng đến thuốc, chỉ dùng dinh dưỡng vẫn có thể điều trị, thậm chí điều trị triệt để tận gốc. Tạo hóa cho cơ thể con người khả năng tự phục hồi rất kỳ diệu. Chỉ cần cho cơ thể đầy đủ dinh dưỡng thì bất kỳ bệnh tật gì phát sinh, cơ thể đều có khả năng tự điều chỉnh phục hồi và chữa trị. Đây là quy luật tự nhiên. Đừng nghĩ rằng lúc này chúng ta đang rất nhàn rỗi. Thực tế cơ thể bên trong chúng ta đang rất bận rộn. Bận thay mới các mạch dẫn từng cái, từng cặp tế bào đang được thay đổi. Hàng triệu tế bào đang được phục hồi khỏe mạnh. Bận lắm chứ. Chỉ có một con đường duy nhất để sở hữu sức khỏe, đó là con đường học tập để có kiến thức bảo vệ, duy trì sức khỏe bản thân. Các con số thống kê của WHO cho chúng ta thấy trên thế giới này, chỉ có 5% người thuộc nhóm khỏe mạnh, 20% người thuộc nhóm mắc bệnh, số còn lại 75% thuộc nhóm giả khỏe mạnh. Khi ở trạng thái giả khỏe mạnh, không có nghĩa là bạn chưa có bệnh, mà bạn đang ở giai đoạn đầu của bệnh tật, hoặc giai đoạn phi lâm sàng của bệnh tật. Bạn có thể không thấy triệu chứng gì, nhưng bạn đã mắc bệnh. Do đó, cụm từ bệnh tật ngày nay mọi người dùng phải gọi là giai đoạn cuối của bệnh tật hoặc giai đoạn lâm sàng của bệnh tật. Ví dụ, khi bạn gặp một người bạn và bạn hỏi, bạn sao thế? Và người đó trả lời, tôi bệnh rồi, tôi phải đi nhập viện thôi. Thật ra, người bạn này đã ở trạng thái giai đoạn cuối của bệnh tật. Bạn hãy nghĩ xem, mọi người xung quanh bạn hầu hết đều để đến tình trạng không chịu được nữa mới đi bệnh viện. Vì vậy, bạn phải nhớ rằng, không phải chỉ có ung thư mới chia giai đoạn đầu hay giai đoạn cuối, mà tất cả các loại bệnh đều có giai đoạn đầu và giai đoạn cuối. Tất cả những bệnh mà phải vào bệnh viện điều trị đều được coi là giai đoạn cuối của bệnh đó. Bởi vì nếu cơ thể bạn vẫn chịu được thì bạn đã chẳng đến bệnh viện. Bao lâu rồi bạn không đại tu cơ thể? Một người mua một chiếc xe hơi cũ rích, xong hàng ngày mang ra lau chùi cẩn thận, bảo dưỡng định kỳ. Những lúc cần phải bảo dưỡng toàn bộ cũng phải đem đi bảo dưỡng. Làm như vậy có phải là mục đích để chiếc xe đó có thể chạy thêm vài năm nữa hay không? Vậy mà cơ thể chúng ta vốn là cỗ máy tinh vi nhất thế giới thì lại không được bảo dưỡng. Đến một ngày không còn dùng được nữa thì chỉ còn cách đưa vào bệnh viện đại tu. Khi đến bệnh viện đại tu, chỗ nào phải dỡ là dỡ, chỗ nào phải tháo là tháo vì không dùng được nữa, vứt đi. Chỗ nào hỏng, vứt. Cả cơ thể hỏng, không dùng được nữa, vứt. Kết cục bạn bị vứt bỏ như vậy đó. Nếu bạn yêu cơ thể của mình, hãy đại tu ngay bây giờ. Bảo dưỡng mỗi ngày bằng dinh dưỡng. Hay bạn đã có giải pháp gì để đại tu cơ thể hay chưa?
Còn chúng tôi đã chọn Colet Axigon bởi vì mỗi ngày chúng tôi chỉ cần dùng 1 ly đã cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể, 316mg kháng thể bảo vệ hệ miễn dịch, 1047mg canxi bảo vệ hệ xương khớp, 8 tỷ lợi khuẩn bảo vệ hệ tiêu hóa và đầy đủ vitamin khoáng chất bảo vệ toàn diện cho cơ thể. Đặc biệt với công nghệ độc quyền Biolacton giúp tăng giá trị hấp thu, đơn giản, tiện lợi, phù hợp cho mọi đối tượng trong gia đình. Nếu bạn chưa có giải pháp, hãy chọn Colet Axigon như chúng tôi nhé. Chúc bạn luôn khỏe mạnh. Cảm ơn.